Tại chùa Biểu Hưng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành vừa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 trong niềm hân hoan kính mừng ngày đản sinh. Các đại biểu, chư tôn đức, tăng ni, Phật tử cử hành các nghi lễ truyền thống, niệm Phật cầu gia vị, dâng hoa kính mừng Phật đản, tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với mong muốn cầu nguyện cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Long Thành biểu dương các tăng ni Phật tử trong huyện đã đồng tâm hiệp lực, một lòng xây dựng giáo hội đoàn kết Phật giáo Hoằng Dương Phật Pháp, xây dựng Ban trị sự Phật giáo huyện ngày càng vững mạnh, cùng nhân dân trong huyện xây dựng cuộc sống ổn định phát triển. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đã trao tặng bản công trợ đại lễ Phật đản trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.